Ngày 19 tháng 3, trong bài phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo sự tồn vong của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ cũng đang bị đe dọa. Ông Austin nói, "Ngày nay, sự tồn vong của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ cũng vậy. Hôm nay, tôi rời khỏi đây với quyết tâm tiếp tục duy trì sự hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ. Đó là vấn đề sống còn đối với Ukraine cũng như vấn đề danh dự và an ninh đối với Mỹ." Tuy nhiên, ông chủ Lầu Năm Góc không nêu cụ thể liệu Washington sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào nếu không được Quốc hội phê duyệt thêm ngân sách. Trước đó, ông Austin đã chủ trì cuộc họp của hơn 50 lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới diễn ra ở căn cứ không quân Ramstein, Đức. Tại đây, ông khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga bất chấp gói viện trợ bổ sung đang bị đình trệ tại Quốc hội. Kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Mỹ là nhà viện trợ an ninh lớn nhất cho Ukraine. Nước này cam kết sẽ hỗ trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Tuy nhiên, bất đồng tại Quốc hội khiến Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ bổ sung hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hỗ trợ 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng Bộ trưởng Austin cho biết để có được số tiền đó, Washington đã phải tiết kiệm từ những khoản mua sắm gần đây. Trong khi đó, hôm 18 tháng 3, Hội đồng Liên minh châu Âu-EU đã thông qua kế hoạch bổ sung 5 tỷ euro, tương đương 5,44 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu, EPF. Theo tuyên bố của Hội đồng EU, khoản hỗ trợ bổ sung của EU sẽ được dùng cho việc huấn luyện và trang bị vũ khí cho Ukraine, đồng thời hoàn trả tiền cho các quốc gia thành viên đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho nước này. Tuyên bố nêu rõ với khoản bổ sung 5 tỷ euro, mức trần của EPF hiện được ấn định ở mức 17 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2027. Các đại sứ của 27 nước EU đã nhất trí về khoản bổ sung nói trên. Ngoài việc thông qua gói viện trợ bổ sung, Hội đồng EU cũng thông qua các quy định để thực hiện việc mua sắm chung vật tư quân sự từ các nhà thầu quốc phòng của EU và Na Uy.